cháo bằng gì ạ? Dạ mời các bác chúng ta đi soi chứng minh đây ạ. Chứng minh đề nghị đi khẩn trương nhanh phía trước ạ. Đây ạ, mọi người đi soi chứng minh phía trước ạ. Xin mời khán đồng khoa. Thưa bác ạ, nếu mà chúng ta đi qua đây, chúng ta sẽ thấy rằng ở đây toàn bộ những phân khúc cây cảnh nhé, và toàn bộ các bạn đá toàn bộ là thì ở đây chúng tôi mà... Vâng, thưa bác, chúng ta sẽ đi chậm một chút và cháu sẽ hướng dẫn qua bác nghe toàn bộ cái phần vật liệu xây dựng ở đây. Và tham quan di tích thì cháu có chỉ yêu cầu các bác nên đi chậm, vừa tham quan vừa nhìn được quan sát như vậy thì các bác vừa hình dung ra dễ hơn. Nếu mà đi nhanh thì chúng ta nhanh hết. Ở đây ấy, chúng ta sẽ thấy được hai đống gạch rất lớn, đống gạch đây và đống gạch đằng kia. Vâng, đống gạch ở đây ấy, thì toàn bộ những di vật vật liệu xây dựng kia chúng ta thu được trong quá trình khai quật rồi hôi quật lên này trên đống ở đây. Đi ra đây này. Đấy, rồi đi thẳng hàng kia. Đấy, riêng này. Quá này. Đấy. Có dành người đấy.